Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu bài tập đọc sầu riêng. Cô và các em cùng sở sách giáo khoa trang 34 để chúng ta tìm hiểu bài. Sầu riêng qua cái nhìn của tác giả Mai Văn Tạo, nó không chỉ là một loại trái cây ngon mà nó còn đặc sắc cả về hình dáng của các bộ phận của cây. Bây giờ cô sẽ đọc mẫu. Trong khi cô đọc mẫu, các con chú ý đọc thầm theo cô và cho cô biết bài này sẽ được chia làm mấy đoạn. Và các con hãy gạch cho những từ khó đọc. Tập đọc sầu riêng. Sầu riêng là loại trái quý của miền Nam, hương vị nó hết sức đặc biệt, mùi thơm đậm bay rất xa, lâu tan trong không khí, còn hàng chục mét mới tới nơi để sầu riêng, hương đã ngào ngạt xông vào cánh mũi. Sầu riêng thơm, mùi thơm của mít chín quyện với hương gửi béo cái béo của trứng gà, ngọt cái vị ngọt của mật ong già hạt, hương vị quyến rũ đến kỳ lạ. Hoa sầu riêng trổ vào cuối năm, gió luôn luôn thơm mát như hương cau, hương bưởi tỏa khắp khu vườn, hoa đậu từng chùm màu trắng ngà, cánh hoa nhỏ như vảy cá hao hao giống cánh sen con, lắc đắc vài nhụy li ti giữa những cánh hoa, mỗi cuống hoa ra một trái. Nhìn trái sầu riêng lủng lẳng dưới cành trông giống những cửa kín, mùa trái rộ vào dạo tháng tư tháng năm ta. Đứng ngắm cây sầu riêng, tôi cứ nghĩ mãi về cái dáng cây kỳ lạ này. Thân nó khẳng khiu cao vút, cành ngang thẳng luột, thiếu cái dáng cong dáng nghiêng chiều quằn chiều lượn của cây xoài cây nhãn. Lá nhỏ xanh vàng hơi khép lại tưởng như lá héo, vậy mà khi trái chín hương quả ngọt ngào vị ngọt đến tan tê. Mai Văn Tạo. Cô vừa mới đọc mẫu xong, bây giờ cô sẽ chia bài này thành 3 đoạn. Đoạn thứ nhất từ đầu cho đến kỳ lạ, đoạn thứ hai hoa sầu riêng cho đến tháng năm ta, và đoạn thứ ba là đoạn còn lại. Sau đây cô và các em sẽ cùng nhau luyện đọc từ khó, chuyển sang phần luyện đọc. Các con chú ý lắng nghe cô đọc và đọc theo nhé. Quyệt, quyệt. Nhụy, nhụy. Lủng lẳng, lủng lẳng. Khẳng khiu, khẳng khiu. Quần, quyệt, nhụy, lủng lẳng, khẳng khiu, quần. Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau tìm hiểu nghĩa của một số từ và cụm từ khó hiểu trong bài. Thế nào là mật ong già hạt? Mật ong già hạt nghĩa là mật ong đã để lâu hơn thời hạn thu hoạch. Hoa đậu từng chùm có nghĩa là hoa mọc thành từng chùm. Hao hao giống nghĩa là hơi giống. Mùa trái rộ là thời gian cây nhiều quả nhất. Đam mê nghĩa là ham thích quá mức. Tiếp theo cô và các con sẽ cùng nhau luyện đọc những câu dài. Các con chú ý nghe cô đọc và ngắt nghỉ hơi cho đúng nhé. Sầu riêng thơm, mùi thơm của mít chín quyện với hương bưởi, béo cái béo của trứng gà, ngọt cái vị của mật ong già hạt. Cô xin được đọc lại. Sầu riêng thơm, mùi thơm của mít chín quyện với hương bưởi, béo cái béo của trứng gà, ngọt cái vị của mật ong già hạt. Các con chú ý ngắt nghỉ hơi ở những cái dấu gạch xiên mà cô đã gạch ở trên màn hình. Tiếp theo thì cô vừa hướng dẫn các con luyện đọc từ khó và ngắt nghỉ hơi ở những câu dài. Trước khi chuyển sang phần là tìm hiểu bài, các con hãy đọc lại bài tập đọc 3 lần. Và sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài qua bộ câu hỏi. Cô xin chào tạm biệt tất cả các con.